Chào mừng các bạn đến với kênh CDT News. Sau đây là phần tin. Điều gì xảy ra nếu uống nước ngay sau khi thức dậy? 70% cơ thể bạn tạo ra từ nước, vì vậy nước rất cần thiết để giúp cho cơ thể tỉnh táo và khỏe mạnh. Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với vóc người thon thả, khỏe mạnh và săn chắc. Trong khi di truyền học đóng vai trò quan trọng, các thói quen làm mạnh buổi sáng của họ cũng có thể giúp họ khỏe mạnh hơn. Đơn giản là hầu hết phụ nữ Nhật đều uống nước ngay khi thức dậy. Tại sao uống nước lại quan trọng đến vậy? 70% cơ thể bạn tạo ra từ nước, vì vậy nước rất cần thiết để giúp cho cơ thể tỉnh táo và khỏe mạnh. Khi nhu cầu nước của cơ thể không được đáp ứng, nó có thể gây ra những hậu quả sức khỏe tiêu cực trước mắt và lâu dài. Mất nước kéo dài có thể dẫn tới viêm khớp dạng thấp, đau nửa đầu, đau thắt ngực, viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, huyết áp cao, béo phì, bệnh trĩ, ung thư vú, bệnh lao phổi, sỏi thận, viêm xoang và ung thư tử cung. Hãy giúp cơ thể phòng tránh những tình trạng này bằng cách uống nước ngay sau khi thức dậy và đảm bảo cơ thể có đủ nước cả ngày. Nước giúp cho việc điều trị như thế nào? Đây là một phương pháp đã được chứng minh là giúp đối phó với các rối loạn cơ thể, rối loạn kinh nguyệt và các bệnh liên quan tới mắt. Ngoài ra, bạn sẽ cảm thấy được tiếp thêm sinh lực cả ngày sau khi thực hiện phương pháp điều trị với nước này. Uống khoảng 160ml nước 4 lần ngay sau khi thức dậy, trước khi đánh răng và khi bụng đói. Không ăn bất cứ thứ gì trong 45 phút tiếp theo. Uống nước trước khi ăn ít nhất 30 phút, nhưng không uống vào 2 giờ sau bữa ăn sáng, bữa trưa và bữa tối. Nếu bạn không thể uống 4 cốc nước khi dạ dày đang rỗng, thì bạn có thể bắt đầu với 1 cốc nước hoặc nhiều nhất có thể. Bạn có thể tăng dần lượng nước cho tới khi đạt đến mức độ mong muốn là 640ml. Khi nào có thể mong đợi kết quả? Bệnh nhân tiểu đường hoặc huyết áp cao có thể kết quả sau 30 ngày. Người bị táo bón và viêm dạ dày có kết quả sau 10 ngày. Bệnh nhân lao có kết quả sau 90 ngày. Những lợi ích chủ yếu của việc uống nước khi đói. 1. Giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Khi bạn uống nước, nước thúc đẩy nhu động ruột. Khi uống nước vào buổi sáng lúc đói, bạn sẽ loại bỏ được tất cả những độc tố trong cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh, sảng khoái. Uống nhiều nước có thể giúp tăng cường sản xuất các tế bào cơ và tế bào máu mới. 2. Cải thiện trao đổi chất. Uống nước khi đói có thể làm tăng tốc độ chuyển hóa lên ít nhất 24%. Điều này quan trọng đối với những người thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Tăng tốc độ chuyển hóa có nghĩa là cải thiện hệ thống tiêu hóa. Bạn sẽ có thể thực hiện chế độ ăn thường xuyên đơn giản hơn nếu tiêu hóa nhanh hơn. Uống nước ngay sau khi thức dậy giúp thanh lọc đại tràng, khiến bạn hấp thu dinh dưỡng dễ dàng hơn. 3. Giúp giảm cân lành mạnh. Khi uống nước vào buổi sáng lúc đói, cơ thể sẽ loại bỏ tất cả độc tố và nó sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Bạn sẽ cảm thấy ít đói hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Điều này giúp phòng ngừa tăng cân do ăn quá nhiều. 4. Giảm bớt chứng ợ nóng và khó tiêu. Khó tiêu là do hàm lượng axit tăng trong dạ dày. Bạn bị ợ nóng khi axit trào ngược trong thực quản. Khi uống nước lúc đói, axit này bị đẩy xuống và bị loãng đi. Rối loạn này được giải quyết. Ngoài ra, cách này cung cấp sự khởi đầu tuyệt vời cho dạ dày để chuẩn bị cho bữa sáng sắp tới. 5. Cải thiện làn da. Mất nước gây ra nếp nhăn sớm và lỗ chân lông sâu trên da. Trong một nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng uống 500ml nước khi đói làm tăng lưu thông máu trên da và làm sáng da. Ngoài ra, uống nhiều nước cả ngày có nghĩa cơ thể giải phóng được độc tố. Điều này sẽ giúp làn da của bạn rạng rỡ hơn. 6. Giúp tóc trơn, bóng và khỏe mạnh. Mất nước có thể ảnh hưởng nghiêm trọng lên sự phát triển của tóc. Uống nhiều nước nuôi dưỡng mái tóc của bạn từ trong ra ngoài. Nước chiếm gần 1/4 trọng lượng của một sợi tóc. Hấp thu không đủ nước có thể khiến sợi tóc giòn và mảnh. Nhưng uống nước khi đói có thể cải thiện chất lượng tóc. 7. Ngăn ngừa sỏi thận và nhiễm trùng bàng quang. Uống nước ngay sau khi thức dậy có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa sỏi thận và nhiễm trùng bàng quang. Có một sự thật rằng uống nước khi đói làm loãng axit, do vậy ngăn ngừa hình thành sỏi trong thận. Bạn càng uống nhiều nước, tới giới hạn khỏe mạnh, bạn càng tránh được các nhiễm trùng bàng quang gây ra bởi độc tố. 8. Tăng cường hệ miễn dịch. Uống nước khi đói giúp loại bỏ và cân bằng hệ bạch huyết, dẫn đến tăng cường hệ miễn dịch. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp bạn an toàn trước nhiều bệnh và phòng ngừa ốm thường xuyên. Uống nước ngay sau khi thức dậy chính là một cách đơn giản giúp bạn khỏe mạnh và không cần tốn tiền. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.